Hôm nay, vợ chồng bà Kim, người Anh, được cô con dâu người Việt đưa đến thăm khu di tích Bạch Đằng Giang. Điểm đến đầu tiên là đền vua Lê Đại Hành, người mà tên tuổi gắn với chiến thắng Bạch Đằng năm 1981. Cô muốn giới thiệu với bố mẹ chồng về lịch sử chống ngoại xâm oanh liệt của dân tộc Việt Nam. Tôi thấy khu di tích này thực sự ý nghĩa. Cảnh sắc ở đây thì tuyệt đẹp. Dù rất đông người đến nhưng môi trường rất sạch, mọi thứ thì quy củ. Điều này khiến tôi thấy bất ngờ. Gắn liền với ba chiến thắng vang dội trên dòng sông Bạch Đằng, khu di tích Bạch Đằng Giang được trùng tu tôn tạo ngày càng khang trang nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử, phục vụ nhân dân về tri ân các anh hùng dân tộc đã có công chống giặc ngoại xâm. Nhiều người bất ngờ khi không thấy bóng dáng hàng quán nào trong khu vực di tích, trong khi những dịch vụ như là nước uống, trông gửi xe còn được phục vụ miễn phí, điều mà họ chưa từng gặp ở nơi nào. Không có nơi nào như này, không có chèo kéo, không hàng quán và không có rác, không có rác rưởi gì cả, rất sạch sẽ, trang nghiêm và rất là uy nghi. Cái này là rất ghi nhận của rất nhiều, của tôi cũng như rất nhiều người đến đây. Đến đây nhiều lần tôi rất cảm thấy ở trên nơi này vì nó đã khơi lại cho thế hệ chúng tôi và thế hệ sau này. Các cháu nó hiểu được cái công lao các ông, các bà, các cụ mà đã để lại cho chúng ta có được cái hạnh phúc như ngày nay. Chỉ trong có 6 ngày Tết âm lịch, đã có khoảng 150.000 lượt du khách về với khu di tích Bạch Đằng Giang, tăng gấp nhiều lần so với thời điểm này năm ngoái. Thế nhưng, thật khó để nhìn thấy rác ở đây. Với cái tiêu chí 3-0 là không hàng quán, không rác thải và không thu bất kỳ loại phí nào đã được duy trì và gìn giữ trên 10 năm nay. Ban quản lý chúng tôi trước Tết khoảng 3 tháng đã chuẩn bị tăng cái lượng người, nhân lực để phục vụ lên gấp đôi so với năm ngoái để cho bà con đón Tết được vui xuân, hoan hỷ. Năm nay, một vườn tượng mới đã được dựng lên trong khu di tích, tái hiện khung cảnh quân dân đang ngày đêm đóng cọc đợi giặc đến trên sông Bạch Đằng. Hàng trăm bức tượng lớn bằng đá nguyên khối được chế tác công phu cầu kỳ, mang theo những điển tích oanh liệt về truyền thống chống giặc ngoại xâm. Trong tâm thức nghìn năm của người Việt, Bạch Đằng đã trở thành mảnh đất thiêng, đúng như lời ca ngợi của nhà thơ Phạm Sư Mạnh. Giang san vượng khí Bạch Đằng thâu, nghĩa là hồn thiêng sông núi hội tụ nơi Bạch Đằng.